Mày biết người này là người gì không? Người hành tinh. Sai rồi. Thấy người gì? Người Tây Bắc tôi cày chó ăn xương, uống chén nước tiểu những ngày đông rét. Người Tây Bắc em ăn bát to cơm, uống chén rượu đầy lạnh tháng sinh. Tôi bắt người Tây bụng bụng là sao? Trong xóm trong làng như tôi ăn xương chó. Lạnh tháng mười ơi, tôi nhớ không nguôi vì phải xa rời ít lâu ăn quẩy nha, ăn cơm.